Hiền Trinh á, cha bệnh ở tại bệnh viện bú á, con có đi thăm cha thì lên, cha không cần tiền bạc gì hết, nay là cha có tiền từ thiện nuôi cha rồi, con chỉ là lên trong lúc cha bị yếu ốm thôi, nhờ con tụi con thôi, chứ cha thì có từ thiện nuôi cha đầy đủ rồi. Cha chỉ mong các con là lo cho cha để trong cái lúc cha còn ngày còn lại này để nuôi cha tới lui thôi, mong các con giúp nuôi cha như vậy thôi, cha cũng nguyện lòng. Ngày hôm nay thì GoFood mời mọi người tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện của người đàn ông lang thang mắc căn bệnh ung thư, và với cái ước nguyện cuối cùng đó là chú được mong muốn là được gặp hai người con gái của chú ở cuối đời. Thì đó là cái câu chuyện của chú Hai, một người đàn ông mắc căn bệnh ung thư phổi mà GoFood đã chia sẻ cách đây khoảng một tuần ở trên kênh GoFood. Nếu mà ai thường xuyên theo dõi trên kênh thì cũng biết về câu chuyện của chú Hai. GoFood thì gặp chú Hai được khoảng 3 lần, và ở những lần trước đó thì chú Hai cũng có chia sẻ là riêng đó là chú muốn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chú để có tiền tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư. Và sau khi mà chia sẻ thì hôm nay thì GoFood có nhận được một cái khoản tiền hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân, và hôm nay thì gửi đến cho chú để mà có tiền đóng tiền nhà trọ và tiếp tục điều trị. Thì ngoài cái việc mà điều trị bệnh ra thì chú Hai có chia sẻ riêng với GoFood đó là hai người con gái thất lạc của chú đã rất là nhiều năm nay, với mong muốn là sẽ gặp được hai con của mình. Tại vì chú có nói là chú cũng biết về cái bệnh tình và cái giai đoạn, cái thời kỳ bệnh của chú, thì rất là mong gặp được hai người con thông qua trên GoFood để ba cha con có thể gặp nhau và trò chuyện với nhau. Một chút nữa thì GoFood sẽ hỏi kỹ thêm về cái vấn đề hai người con của chú sẽ như thế nào. Trước mắt thì hỏi thăm về tình hình sức khỏe, về cái chỗ ở hiện tại và cái hướng điều trị sắp tới của chú. Xin mời tất cả mọi người tiếp tục đón xem. Ở đây mọi người, thì GoFood vừa mới liên hệ với chú Hai. Thì chú Hai đang lên trên cái chỗ cũ của chú, chỗ ở lúc trước đó, để mà chú bán vé số. Thì bán cũng gần hết rồi, hiện tại là đang ngồi nghỉ ngơi, ngồi nói chuyện với chú Thắng là cái chú bảo vệ. Qua mình nói chuyện với chú chút xíu. Chú còn bao nhiêu vé chú Hai? gần gần tới giờ xổ số rồi đó, còn khoảng tiếng mấy nữa đó. Cam này ở đâu đây hai chú? Cam người ta cho đấy hả? Thôi khỏi đếm, con thấy chắc cũng khoảng mười mấy 20 vé gì. Bán một chút hết hả chú? Mấy nay sức khỏe chú làm sao? Hai bữa nay nó nhức quá trời chú rồi, không mình nhức dữ lắm. Từ bữa giờ là có đi vô trong khám chưa chú? Quá trị chưa? Vô thuốc á? Là bữa thứ năm mới vô. Vậy là mấy ngày nữa thôi à? Hai ngày. Ủa thường thường là chú bán là ở khu vực ở trên đây với lại ở dưới cổng đó hả? Vô trong bệnh viện luôn. Chứ không có lỗi gì nổi. Cảm thấy mệt thì về nghỉ ngơi chứ đừng có quá sức. Bữa nay chú bán bao nhiêu vé? Có điện thoại à? Của chú hả? À, chú nghe đi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chú Thắng, chú bảo vệ ở khu vực bệnh viện ung bú, là cũng như là theo mình thấy là chú là gọi là cái người thân mà của chú Hai. Tại vì chỉ có hai anh em là hai thường hay nói chuyện với lại chú, cũng biết chút xíu về bệnh tình với lại cái công việc của chú Hai. Hôm bữa thì con đã có hỏi chú rồi về cái hoàn cảnh, thì con hỏi xin con hỏi chút xíu về mấy ngày nay thôi. Vậy thì chú thấy cái tình hình sức khỏe của chú Hai như thế nào, rồi buôn bán vé số của chú Hai rồi đó, chú thấy như thế nào? Có mấy ngày nay ổng ăn đồ ngọt vô là ổng bị nhức, nằm mới nhức,
ông ấy rồi tôi thấy bây giờ ông bay sao ông để đó ông ngủ bất biết luôn rồi gió bay rồi tôi canh lại về mẫu á chứ. Dạ. Ông nhất cũng không nhất chịu nổi. Nhưng mà con thấy là lên trên đây bán với lại đi lại là con thấy cũng được, tại vì có sức khỏe mới đi được. Chứ nếu mà đau là về nhà trọ nằm rồi. Ông để đó ông bán ông bỏ đó ông nằm ông ngủ. Rồi còn theo khỏe mấy bà kia chạy cũng lấy bán giùm. Dạ. Bà cũng bệnh á, thấy không vậy cũng chạy bán giùm. Dạ. Bán giùm nhau. Hôm bữa con có đăng lên thì cũng có cô bác anh chị cũng nói là khi nào con gặp lại chú Thắng á thì cũng cảm ơn chú Thắng. Nói chung là bảo vệ thì cũng có cái quy định ở đây, nhưng mà thay vì thấy những cái hoàn cảnh khó khăn thì chú Thắng cũng nói chung là cũng nó cũng có phần nào nó cũng đỡ hơn mấy hoàn cảnh khác. Thôi con cảm ơn chú Thắng nha. Dạ. Ở đây có mùi hồ mình nóng rồi. Dạ. Ở đây mọi người thì chú Hai dẫn GoFood lại một cái chỗ ở mới của chú. Thì hôm bữa chú có nói là ở chỗ kia nó xa quá, hôm nay là dẫn một cái chỗ ở gần bệnh viện bú luôn cho tiện cái việc mà điều trị qua lại của chú. Chú qua đây được mấy ngày rồi? Chú qua đây ở 3 ngày. Lên cao quá lên. Mà ở trên đây cũng cao nữa nè. Ở đây mọi người, khi nãy thì mình cũng có nói đó là chú đã đổi một cái chỗ ở khác ở gần ở bệnh viện ung bú. Cái chỗ này thì thuận tiện hơn trong cái việc mà đi lại với lại điều trị với lại bán vé số được của chú. Đổi vào này mấy ngày rồi. Thì chỗ này mình thấy là nó thông thoáng hơn. Có tivi rồi nè, như lại ở trên lầu đây nó thoáng hơn phía bên kia. Rất là mát. Hình như là ở đây cũng ở chung với lại một vài người chứ không có ở một mình. Tại phòng này phòng rộng. Chú tháo khẩu trang ra đi để con nói chuyện chút xíu ha. Về cái bệnh tình của chú mấy ngày nay sao rồi? Rồi chừng nào là vô quá trị? Bây giờ bệnh của chú là nó nhức quá, rồi bây giờ là khám lại là CT lại coi là trị về bệnh hướng nào, tại vì nó gãy xương. Không phải gãy mà cái xương nó bị đau. Nó gãy luôn, nó gãy bị ung thư xương luôn. Di căn qua xương. Xương. Đó, bên này là tay phải. Chú chụp hình rồi chưa? Chụp hình bên ấy giữ hết chứ. Bữa nay con thấy chú đi là đi cũng như là đi không có như hôm bữa là đi nó bị sàn bên. Nhức quá trời mấy bữa nay. Rồi bác sĩ nói sao rồi chú Hai? Bữa thứ năm này mới vô. Thứ năm này mới vô. Vô là tái khám thôi chứ cũng khám thôi chứ cũng chưa vô thuốc mà. Hay là vô thuốc? Thứ năm này là CT mới có cái hướng vô thuốc. CT rồi nó gãy xương là nó làm sao như thế nào rồi mới có cái hướng mà chị tới nữa. Chú đóng tiền viện phí là tạm ứng là khi nào rồi? Đóng rồi vô là 5 triệu sau 3 triệu, 8 triệu. Nhưng mà ừ. Cái thời gian gần đây nhất là khi nào á? Đóng rồi hả? Dạ, cách đây bao lâu rồi cô chú nhớ không? Cách đây từng nay à. Từng hơn, từng à. Có 1 triệu rưỡi rồi à. Tạm ứng. Từ bữa con gặp chú tới giờ là chú vẫn bán vé số hay là mới bán cái hôm mà con gặp con mướn phòng cho chú ở bên kia? Bán vé số nay khoảng 1 tuần chưa? Được rồi. Gặp mới có tiền bán vé số đó. Con nói chú như thế này nha. Thì chú bán á, là để mà có tiền thêm. Nhưng mà khi mà cái sức khỏe của mình thấy cảm thấy mà mình đi lại yếu hay là cái khỏe nó không cho phép á, thì lên trên đây nghỉ ngơi chứ đừng có cố mà bán. Ha. Nha chú. Bán được phải không? Bán thì bán được nhưng mà sức khỏe đi tới đi lui thì hơi yếu. Đúng không chú Hai? Bán thì ngày thì cũng được trăm giá người đó. Mình phải cố làm ăn mình sống hàng ngày. Ở đây là bao nhiêu một ngày ở đây là chú Hai? 100 ngàn à. Cũng như bên kia luôn. Ừ. Nhưng mà bên đây thoáng hơn ha. Thoáng hơn mình nói. Mát mẻ hơn. Mát mẻ ở trên đây tầng 3 cũng được. Thì con xin thưa với lại chú Hai như thế này. Thì hôm bữa có Mạnh Thường Quân
Sau khi mà con đăng lên á, có Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho chú trong cái việc mà đóng tiền nhà trọ với lại thuốc thang sắp tới đó, đóng tiền viện phí đồ, nên là có gửi cái khoản tiền, nên là hôm nay con chạy qua đây con gửi cho chú để cho chú khỏi cái lo bớt về cái khoản tiền sắp tới. Thì con xin đọc tên và số tiền nha chú hai. Con đọc cái số điện thoại của chú trước nha. Số điện thoại của chú hai đó là 070-677-8419. Ở đây là có thứ nhất là của cô Hiền, cô Hoa ở Mỹ là 200 đô la Mỹ, là 4.620.000. Thứ hai là của anh chị Đặng Quỳnh ở Mỹ là 200 đô, là 4.620.000. Thứ ba là của chị Thanh Ngân ở Đài Loan là 1 triệu. Thứ tư là của nhóm áo trắng ở Mỹ là 2 triệu. Thứ năm là của anh Long ở quận 11 là 1 triệu 2. Thứ sáu là của chú Phước ở phường 13 quận 6 là 500.000. Thứ bảy là của cô My ở phường 13 quận 6 là 1 triệu. Thứ tám là của Facebook Thanh Diễm Vũ quận 7 là 1 triệu. Và cuối cùng là của chị Nguyễn Thị Bích Phương ở Tân Bình là 200.000. Thì tổng cộng là 16.140.000. Đây, con gửi cho chú đếm lại giùm con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 140.000. 140.000 là đủ rồi ha chú. Chú có lời nào cảm ơn tới Mạnh Thường Quân không? Con cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ con, cũng cảm ơn rất nhiều. Vì con thì cũng sống là độc thân, không có ai, cũng nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ thôi. Con cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân quá, cảm ơn quá nhiều. Chú đâu có nghĩ tới mà được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho một cái khoản này như vậy hả? Không, chú không có nghĩ tới. Tại vì con với lại tất cả mọi người khi mà nói chuyện với lại chú đó, thì thầy cảm thấy là chú chân thành với lại là cái bệnh tình rồi đó, cũng có tìm hiểu đồ, nên là họ đặc biệt quan tâm tới cái trường hợp của chú. Cũng cầu con thay mặt cho mọi người thì cũng cầu cho chú được nhiều sức khỏe, rồi trị hết bệnh, rồi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây chú hai. Dạ. Con cảm ơn rất nhiều. Khi nãy thì cái màn hình hơi mờ chút xíu, cô Phú xin phép quay lại về những tên và cái khoản tiền từ Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chú hai ngày hôm nay. 16.140.000. Thì mình cũng mong với cái khoản tiền này thì chú hai sẽ đỡ hơn một phần ở thời gian sắp tới. Chủ yếu là về cái bệnh tình, với lại một phần nữa thì chú hai cũng có chia sẻ riêng với kênh GoFood. Đó là đã rất là nhiều năm nay rồi, chú không có liên hệ được với hai người con gái của chú. Thì chú cũng có mong muốn là ở trên kênh là hai người con của chú là có thể là biết chú bệnh tình như vậy, với lại cái số điện thoại thì có thể liên hệ đến với chú. Thì chú có thể là chú gặp mặt hai người con cũng được, không có cần mà phải giúp đỡ hay gì. Như chú hai cũng chia sẻ với con đúng không chú? Dạ. Dạ. Bây giờ thì cho con hỏi chút xíu về cá nhân của chú nha. Rồi. Thì con được biết là chú ở miền Tây, thì lên trên đây nói chung là đã lên trên đây là cũng rất là nhiều năm rồi, làm công việc bảo vệ. Thì gần đây nhất là chú bị bệnh nên là phải điều trị ở đây. Và còn riêng về con của chú thì đã không mất liên lạc đã rất là lâu rồi. Thì hai người con đó là hai người con gái đúng không chú? Hai người con gái. Tên gì vậy chú? Hiền Duyên Trinh. Là hiện tại là bây giờ là chú không có bao lâu rồi, chính xác là bao lâu rồi chú không có liên hệ được? Hệ là chính xác cũng cỡ là 6-7 năm nay. Trước thì già còn ấy thì còn đứa cháu lại còn biết cái nhà mới. Rồi sau không có mướn nhà đó. Cứ làm bảo vệ rồi không có nhà cửa gì cho nó. Thấy thất lạc hai đứa con luôn. Hai chị đó là hiện tại là bây giờ đã có gia đình chưa? Có rồi. Rồi chú có biết là ở đâu không? Không, phải biết thì chú tìm rồi. Trước kia là ở đâu? Trước kia ở Vĩnh Long,
với chồng ở Vĩnh Long. Hai người luôn hả? Ừ. Hiền với lại Trinh. Ừ. Số điện thoại đều mất hết. Số điện thoại mất hết trơn chứ phải còn cũng gặp lâu. Hai đứa con thì đâu có nó bỏ cha nó đâu. Nó cũng quý cha chứ. Hai chị có khá không? Hai chồng cũng sống ăn hàng ngày thôi chứ cũng không có đỡ. Ở huyện nào chú có nhớ không? Ở Vĩnh Long ở huyện nào chú có nhớ không? Ở huyện... không nhớ rồi đó. Biết ở Vĩnh Long rồi. Phải như mà hai chị liên hệ được thì nhiều khi cái bệnh tình của chú có người chăm sóc rồi có chỗ ở thì nó cũng đỡ hơn. Nuôi mình để đâu cần tiền bạc gì, chỉ nuôi bệnh mình đi không. Lúc người đi nó té luôn á, không có ai hết trơn, không biết. Hồi trước vô thuốc rồi còn cái thuốc nó giật quá trời gì, có một mình nó té ở ngoài công viên, ở chỗ bờ ở ngoài, đâu có ai đâu. Rồi vừa ngồi dậy hồi. Chứ không có ai lại tới đỡ hay là đem vô bệnh viện gì hết hả? Không. Được rồi là không có đỡ lên. Mình thì quá thì yếu. Ăn uống cũng không được. Mình nằm mơ tới đứa con. Ai cũng có con. Mình tụi đâu có dám nói với ai đâu. Mình phải cắn ngàn chịu. Mình có dám. Rồi bây giờ ngoài cái việc mà ở trên kênh của con mà còn có cách nào để mà liên hệ nữa không? Ví dụ như bà con của chú hay là như thế nào rồi đó? Anh em của chú ở dưới quê đó. Rồi đó còn nghe về điện nữa đó, khi về điện thoại. Nó nghe nó bỏ điện thoại, rồi đó thì sao? Không có liên lạc luôn. Giờ có tiền gì? Hứa vào lòng là chết. Một mình chỉ nhìn ở từ thiện thôi, không cần ai hết chứ. Hứa với lòng sống chết một mình không có chứ ai hết. Giờ bà con cứ thiện đi, sống qua ngày. Nếu không có thì sống thì thôi thì đành chịu chứ không có xin em út ai hết trơn. Lý do mà chú hai mà không liên hệ với lại bà con anh em của chú ở dưới quê đó là cũng chú cũng có chia sẻ ở cái tập trước đó là cũng có liên hệ những cái lần mà chú vừa phát bệnh với lại tiền nông đó cũng có liên hệ nhưng mà ở dưới thì anh em nói chung là họ trốn tránh chú là họ không có nói là không có trách nhiệm đồ này nọ các thứ nên là chú cũng về cái lẽ đó nên là chú trở lại Sài Gòn sống cô độc một mình cho tới mà cái lúc mà bị bệnh rồi nè như vậy. Vậy là có thể là hai người con của chú á là vẫn còn liên hệ với vợ của chú. Chắc theo con là nghĩ là vẫn còn liên hệ. Còn liên hệ với vợ chú là cũng ở dưới miền Tây luôn. Ừ. Theo con nghĩ là chắc còn liên hệ. Hai người chia tay chắc cũng lâu lắm rồi chú hai. Lâu lắm. Hai cái chị đó là khoảng tuổi con không? Khoảng mấy? Sẵn đây có cái clip của con đây nè, thì sẵn thì chú muốn nói gì với hai người con của chú thì sẵn này chú nói luôn đi. Rồi sẵn nếu mà hai cái bạn nó có nghe được thì Hiền Nhân Trình á, cha bệnh ở tại bệnh viện ông Bú á. Con có đi thăm cha thì lên, cha không cần tiền bạc gì hết trơn. Đây là cha có tiền từ thiện nuôi cha rồi. Con chỉ là lên trong lúc cha bị yêu ốm thôi, nhờ con tụi con thôi, chứ cha có từ thiện nuôi cha đầy đủ rồi. Cha chỉ mong các con là lo cho cha để trong cái lúc cha còn ngày còn lại này để nuôi cha tới lui thôi. Mong các con giúp nuôi cha như vậy thôi. Cha cũng
nguyên lòng. Có nghĩa lên gặp chú là cũng được rồi ha, dạ. Mình không có cần gì hết. Không cần gì hết trơn. Cha chỉ nói nhờ từ thiện. Nằm ở giai đoạn nào chưa? Nghe bác sĩ nói giai đoạn 4 chú quá trời buồn. Thì hôm bữa có đưa giấy mà. Giai đoạn 4 mà bây giờ di căn qua xương. Thôi thì con cũng xin gửi lại những cái lời nói của chú, chuyển những cái lời chú đến cho hai người con của chú là chị Hiền với lại chị Trinh. Thì cũng mong sao là gia đình với lại hai chị có xem, để có thể là lên trên đây để mà gặp chú. Thì cũng mấy năm rồi, 6-7 năm gì đó. Còn riêng về cái hướng sắp tới thì bây giờ cái chỗ ở thì như mọi người cũng thấy thì chỗ ở của chú hai bây giờ thấy cũng tạm ổn đi. Nói chung là có tới đâu hay tới đó, chứ mà ở ngoài đường như vậy là cũng không có tốt. Về cái bệnh tình thì khoảng vài ngày nữa vô trở lại bệnh viện ung bú để mà xem về đặc biệt là cái vai của chú bên phải đây nè, là di căn qua xương, hiện tại là giờ rất là đau, để xem như thế nào. Mình xin nhắc lại là chú bị bệnh ung thư phổi nha mọi người. Ung thư phổi mấy năm nay rồi. Thôi con xin phép chú con về nha, để chú còn bán hết cái mấy tờ vé số còn lại rồi nghỉ ngơi. Nha chú hai, cái số điện thoại của con thì con gọi cho chú đó, có gì lưu vô, có gì thì gọi điện cho con nha. Dạ. Bây giờ chú xuống dưới luôn hay là ở đây? Chắc xuống dưới hả? Xuống dưới khoảng 50 số hơn. Cái số điện thoại của chú hai thì cô Phút cũng để lại khi nãy lúc mà trao tiền đó. Nếu mà mọi người muốn thăm trực tiếp hoặc là muốn trò chuyện hay gì với chú hai đó thì liên hệ trực tiếp với chú hai. Một lần nữa thì xin cảm ơn tới Mạnh Thường Quân rất là nhiều hỗ trợ cho chú, để mà chú đỡ lo hơn cái phần về phần nhà trọ với lại là cái tiền đóng viện phí và thuốc thang sắp tới. Xin một lần nữa thì thay mặt chú hai cảm ơn mọi người. Thôi con xin phép chú hai con về nha. Dạ. Yeah.